Truyện cổ tích Tình yêu không linh hồn, tác giả Oscar Wilde, người đọc Trân Châu. Đoạn 2. Một năm trôi qua và linh hồn quay trở lại dưới bờ biển và gọi chàng ngư phủ. Anh hiện lên từ đáy biển và hỏi: "Mị gọi ta có việc gì thế?" Linh hồn đáp: "Xin hãy lại gần chút cho tôi được trò chuyện cùng ông. Tôi đã thấy nhiều điều thú vị." Anh bơi lại gần, ngã người trong vũng nước cạn, đầu tựa lên tai và lắng nghe. Linh hồn kể với anh: "Khi tôi rời nơi đây, tôi quay về hướng đông và bắt đầu cuộc hành trình. Phương đông là nơi khởi nguồn của mọi điều thông thái. Sau 6 ngày du hành, đến ngày thứ 7, tôi đến một ngọn đồi của người Tạc Ta. Tôi ngồi dưới bóng mát của cây liễu để tránh nắng. Mặt đất khô cằn và bị nung cháy vì sức nóng. Mọi người chỉ đến rồi đi khỏi chốn này như những con ruồi bò trên chiếc dĩa trơn bóng. Trưa hôm đó, có một đám bụi đỏ bốc lên từ mặt đất. Khi người Tạc Ta trông thấy, họ giương cung và nhảy lên ngựa phóng đến chỗ đó. Đám đàn bà la hét, trốn trong xe ngựa, náo mình sau những tấm rèm lông cừu. Chạm vạng tối, người Tạc Ta trở về nhưng thiếu mất 5 người, những kẻ còn lại đầy thương tích. Họ thắng ngựa vào xe và vội vã bỏ đi. 3 con linh cẩu từ trong hang bò ra và dõi theo họ. Chúng hết mũi hít hà đánh hơi trong không khí, rồi bỏ đi theo hướng ngược lại. Lúc trăng lên, tôi thấy lửa trại bập bùng phía đồng xa và đi lại đó. Một đoàn thương gia đang ngồi trên thảm vòng quanh đống lửa. Những con lạc đà buộc ở phía sau, đám lô lệ da đen đang đựng những tấm lều bằng da trên cát và lập một hàng rào cao bằng những cây lý gai. Khi tôi bước lại gần, người trưởng đoàn đứng dậy và rút gươm ra, hỏi tôi đến có việc gì. Tôi đáp mình là một vị hoàng tử, vừa bỏ trốn khỏi đám người Tạc Ta đang muốn bắt tôi làm nô lệ. Trưởng đoàn mỉm cười và chỉ cho tôi 5 cái đầu lâu cắm trên ngọn tre. Sau đó ông hỏi tôi ai là nhà tiên tri của Chúa Trời. Tôi đáp là Mohammed. Khi nghe đến tên nhà tiên tri này, ông cúi đầu và nắm tay tôi và mời tôi ngồi xuống bên cạnh. Một tên nô lệ mang cho tôi một chút sữa ngựa đựng trong chiếc đĩa gỗ và một miếng thịt cừu nướng. Rạng sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tôi cưỡi một con lạc đà lông đỏ đi bên cạnh ông trưởng đoàn. Một người cắp ngọn giáo dài đi phía trước, các chiến binh khác chạy ở hai bên. Những con la ở phía sau chót chở đầy hàng hóa, có đến 40 con lạc đà trong đoàn, số la thì gấp đôi thế. Chúng tôi đi từ xứ sở những người Tạc Ta đến đất nước những kẻ nguyền rủa mặt trăng. Chúng tôi đã thấy những con sư tử có cánh đứng cạnh kho vàng trên những tảng đá trắng và những con rồng xếp vải cuộn tròn trong hang. Chúng tôi đã vượt qua những đỉnh núi tuyết mà mọi người phải nín thở vì sợ tuyết lở, và ai nấy đều phải lấy vải bịt mắt lại. Khi chúng tôi băng qua thung lũng, bọn người lùn bắn tên vào chúng tôi từ các hốc cây. Còn ban đêm, chúng tôi phải nghe thấy những tiếng rống của bọn giả nhân đỏ. Lúc đến ngọn tháp của bầy khỉ, chúng tôi bày ra hoa quả và chúng chẳng phá phách gì cả. Lúc đến ngọn tháp của mãng xà, chúng tôi đem tặng sữa nóng đựng trong các thao đồng và chúng để chúng tôi qua. 3 lần trong cuộc hành trình, chúng tôi đến bên bờ sông Oasis. Chúng tôi vượt qua những bè gỗ có gắn những bong bóng lớn đầy hơi. Bọn hà mã hung tợn ngăn cản và đến giết hại chúng tôi. Bầy lạc đà nhìn thấy chúng cũng run rẩy kinh hãi. Các vị vua tại những thành thị chúng tôi qua đều bắt phải nộp thuế, nhưng chẳng để chúng tôi qua cổng thành. Họ ném bánh mì qua tường thành cùng một chút bánh ngô nướng mật ong và bánh chà là hảo hạng, có 100 sọt bánh đổi lấy một hạt hổ phách. Dân cư ở các làng mạc thấy chúng tôi đến, họ bỏ thuốc độc vào các giếng nước và trốn lên các ngọn đồi. Chúng tôi chiến đấu với tộc người Magdala, những kẻ mà sinh ra đã già và dần trẻ lại sau mỗi năm, để lúc chết đi lại trở thành những em bé. Cùng với tộc người Lathrai, những người tự xưng là con của loài hổ và sơn minh bằng 2 màu vàng đen, cá với tộc người Awantes,
họ tán người chết trên ngọn cây, còn bản thân họ thì sống trong những hang động tăm tối vì sợ thần mặt trời, chúa tể của họ sẽ giết hại họ. Cả với tộc người Kriminia thờ phụng cá sấu, họ đeo qua tay bằng thủy tinh xanh cho chúng, nuôi chúng bằng bơ và da cầm sống. Và cả tộc người Agazombae có gương mặt chó, cả với tộc người Siban có móng ngựa và chạy còn nhanh hơn cả ngựa. 1/3 đoàn người của chúng tôi đã chết trong những trận chiến đó, và 1/3 khác chết vì đói khát. Số còn lại thì thầm sau lưng tôi rằng tôi đem lại vận rủi cho họ. Tôi bắt một con rắn có sừng dưới một tảng đá và cho nó cắn mình. Khi họ thấy tôi không hề bị trúng độc, họ đâm sợ tôi. Đến tháng thứ 4, chúng tôi tới thành phố của người Ilian. Khi chúng tôi đến bìa sừng gian thành thì đã là đêm. Không khí oi bức vì mặt trăng đã di chuyển lính cung bọ cạp. Chúng tôi hái những trái lựu trên cây, bữa chúng ra và lấy nước uống. Rồi chúng tôi trải thảm ra và nằm chờ bình minh lên. Bình minh lên, chúng tôi trở dậy và đến gõ cổng thành. Đấy là cánh cổng bằng đồng có chạm hình rồng và rồng biển giữa đôi cánh bên mình. Người gác cổng nhìn xuống các chiến binh và hỏi đến có chuyện gì. Thông ngôn của chúng tôi đáp, chúng tôi đến từ những hòn đảo ở Syria với rất nhiều hàng hóa. Họ tin cậy và bảo rằng cổng thành sẽ mở vào buổi trưa và kêu chúng tôi ráng chờ tới lúc đó. Trưa hôm đó, cổng thành mở, chúng tôi tiến vào và mọi người ùa ra khỏi nhà mình ngắm chúng tôi. Một người rao tin đi vòng quanh thành thông báo bằng tù già. Chúng tôi đến khu chợ, những người nô lệ da đen gỡ xuống các xúc vải và mở ra các rương đồ bằng gỗ dâu. Khi họ làm xong việc rồi, các thương gia mới bày la liệt các món hàng kỳ lạ, giải lanh xứ Ai Cập, giải màu của đất nước Ethiopia, những miếng bọt biển tím, sư tia và thảm treo tường màu xanh của Sidon, những chiếc cốc bằng hổ phách, những chai lọ thủy tinh đẹp đẽ cùng với những chiếc bình lạ mắt bằng đất nung. Trên mái nhà, một đám phụ nữ cũng đứng nhìn chúng tôi. Một trong số họ đeo mặt nạ bằng da mạ vàng. Ngày đầu tiên, các tu sĩ đến tổ chúng tôi và mua bán. Ngày thứ hai là giới quý tộc, còn ngày thứ ba là thợ thuyền và nô lệ. Đó là tập tục của xứ này. Chừng nào các thương nhân còn nán lại trong thành, chúng tôi lưu lại đó một tuần trăng. Một hôm, trăng mờ khuyết, tôi cũng thấm mệt và đi lang thang ở các con phố trong thành, đến khu giường của thượng đế xứ họ. Các tu sĩ trong chiếc áo choàng màu vàng lặng lẽ đi lại giữa hàng cây xanh trên những con đường lát đá cẩm thạch đen, mọc lên một ngôi nhà đỏ thắm, nơi thờ phụng thượng đế của họ. Cánh cửa sơn màu khắc nổi hình con bò và chim công mã vàng sáng loáng, mái nhà lợp bằng sứ xanh như màu biển, gốc mái cong vút và được gắn những chiếc phong linh. Khi mấy con chim cầu trắng bay qua, cánh chúng chạm vào phong linh phát ra những tiếng len keng. Phía trước ngôi chùa là hồ nước trong veo, lát đá mã não có vân. Tôi nằm bên hồ, đưa những ngón tay xanh xao đùa nghịch với những phiến lá rộng. Một vị tu sĩ bước tới đứng trước mặt tôi. Chân ông đi đôi dép có một chiếc làm từ da rắn, chiếc kia bệnh bằng lông chim. Đầu ông đội mũ thầy tu màu đen, có gắn hình trăng non bằng bạc. 7 loại sợi màu vàng dệt nên chiếc áo choàng của ông và mái tóc quăn nhuộm màu xám bạc. Một lát sau, ông cất tiếng hỏi tôi mong muốn điều gì. Tôi trả lời rằng tôi muốn nhìn thấy Thượng Đế. Thượng Đế đang đi săn, tu sĩ nói, và lạ lắm nhìn tôi với đôi mắt xếp nhỏ. Chỉ cho ta khu rừng, ta muốn cưỡi ngựa cùng ngài. Ông vuốt thẳng nếp chiếc áo choàng với những móng tay dài. Thượng Đế đang ngủ, ông ta ẩm ừ. Chỉ cho ta chiếc giường, ta sẽ canh giấc cho ngài. Tôi đáp, Thượng Đế đang dự tiệc. Ông kêu lên, nếu ly rượu ngọt ngào, ta xin uống cùng ngài. Nếu ly rượu đắng cay,
ta cũng xin cùng uống. Tôi nói vậy, ông cúi đầu ngạc nhiên, nắm tay và đỡ tôi dậy, dẫn tôi vào trong đền. Ở gian thứ nhất, tôi thấy một tượng thần trên chiếc ngai bằng thạch anh khảm những viên ngọc trai đông phương lớn. Nó được làm từ gỗ mun với kích thước bằng với người thật. Trước trán đính một viên hồng ngọc, những giọt dầu đặc sánh nhỏ ra từ tóc ngài xuống tận đùi. Đôi bàn chân đỏ màu máu của đứa trẻ mới bị giết quấn quanh mình chiếc thắt lưng đính bảy viên ngọc beryl. Tôi hỏi người tu sĩ, thượng đế đây ư? Và ông đáp, đây chính là thượng đế. Hãy dẫn ta đến gặp thượng đế. Tôi gào lên, nếu không ta sẽ giết ông. Tôi chạm vào tay ông ta và nó bỗng héo quắc. Vị tu sĩ gian xin tôi, ông nói, xin chủ nhân hãy chữa cho kẻ tôi tớ này, rồi tôi dẫn ngài đến gặp thượng đế. Thế là tôi bèn thổi một hơi lên cánh tay ông ta, nó trở lại như xưa. Ông ta run rẩy dẫn tôi vào căn phòng thứ hai, và tôi thấy một bức tượng đứng trên đá sen bằng ngọc bích có khảm những viên ngọc lục bảo lớn. Nó được làm bằng ngà voi với kích thước gấp đôi người thường. Trên tán bức tượng gắn một viên hoàng ngọc, và ngực nó sức đầy dầu thơm và quế. Một bàn tay nó cầm chiếc quyền trượng công công bằng ngọc bích, tay kia cầm quả cầu pha lê, chân đi dài bằng đồng trên cái cổ lớn đeo chiếc vòng thạch anh. Tôi hỏi người tu sĩ, thượng đế đây ư? Và ông đáp, đây chính là thượng đế. Hãy dẫn ta gặp thượng đế. Tôi gào lên, nếu không ta sẽ giết ông. Rồi tôi chạm vào mắt ông ta, chúng biến thành mù loà. Vị tu sĩ gian xin tôi, ông nói, xin chủ nhân hãy chữa cho kẻ tôi tớ này, rồi tôi dẫn ngài tới gặp thượng đế. Tôi bèn thổi một hơi lên mắt ông ta, và nó liền sáng trở lại. Ông ta lại run rẩy, rồi dẫn tôi tới căn phòng thứ ba, và lạ thay, chẳng có tượng thần nào ở đó cả, cũng chẳng có hình ảnh nào hết. Duy nhất một chiếc gương trong bằng kim loại đặt trên tế đàn bằng đá. Tôi hỏi vị tu sĩ, thượng đế ở nơi đâu? Ông ta đáp rằng, chẳng có thượng đế nào cả, ngoài chiếc gương ông đang thấy, đó chính là chiếc gương của trí tuệ. Nó phải chiếu tất cả những gì dưới bầu trời và trên mặt đất, chỉ trừ gương mặt của người đang soi nó. Vì nó không phản chiếu, nên người nhìn vào nó sẽ trở nên thông thái. Có rất nhiều chiếc gương khác ở đây, nhưng chúng đều là gương của ý kiến. Duy có chiếc này là gương của trí tuệ. Và những ai có sở hữu chiếc gương này sẽ hiểu biết mọi thứ, và chẳng có gì che giấu được họ cả. Còn những ai không có sở hữu nó sẽ không có trí tuệ. Do vậy, nó chính là thượng đế, và chúng tôi thờ phụng nó. Tôi nhìn vào tấm gương, và nó đúng hệt như những gì ông ta vừa nói. Thế rồi, tôi đã làm một việc hoang đường, nhưng chẳng có gì ghê gớm cả. Tôi đem giấu chiếc gương trí tuệ này lại một thung lũng, cách nơi đây chừng một ngày đường. Hãy để tôi trở lại trong ông và trở thành kẻ tôi tớ của ông. Và ông sẽ trở thành người thông thái nhất trong những người thông thái, và cái trí tuệ sẽ là của ông. Hãy để tôi trở lại trong ông, rồi không ai thông thái hơn ông nữa. Nhưng chàng ngư phủ phá lên cười. Tình yêu còn hơn cả trí tuệ, anh nói. Và nàng tiên cá bé bỏng yêu ta. Không, không có gì quý hơn trí tuệ cả, linh hồn nói. Tình yêu hơn đấy, chàng ngư phủ đáp. Rồi anh lặn xuống biển sâu, còn linh hồn khóc lóc rồi rời khỏi chốn đầm lầy này.